Hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái và bà chị. Con xin chào chú Quyền Linh và cô Cách Tường. Chào An và toàn thể mọi người đang ngồi trong khán phòng hôm nay ạ. Dạ, con tên là Tuyền, là em của chị Hoa. Trước đây chị có quen có nhiều anh theo đuổi. Nhưng vì tính chất công việc của chị ấy không có dành thời gian cho đối phương nhiều, cho nên mối tình của chị không đi đến. An thì rất biết quan tâm và biết chia sẻ. Tính của An cũng hiền và vui vẻ, đặc biệt là An hết hay nữa. Chị của con thì cũng rất vui tính. Con thấy An bên đây rất là hợp với chị của con ạ. Con ơi, nhưng mà bình thường chị con có vậy không? Lúc nào cũng vui vậy hay là lâu lâu mới vui vậy một lần? Dạ, chị con rất là vui tính. Lúc nào cũng vậy hết hả con? Dạ. Chà, cũng vui đó rồi cũng vui vậy đó hả? Đến lúc chị đi đường ấy, trời mưa to mà hết xăng ấy, thì chị cũng đứng bên đường ấy, chị xin người ta giúp đỡ. Nhưng mà chị, tính của chị bộc lộ cách vui vẻ, nhiều người cũng đến giúp lắm ạ. Con nhận hai chị em khác xa nhau. Rồi, cảm ơn con nhiều. Hôm nay bạn trai đi với ai nè? Em đi với với là chị ạ. Chứ đến đây đông thật là đông, chào bên nam thì mất lòng bên nữ, mà chào quân tử thì lồi đào thuyền quyên. Chứ muốn cho đẹp cả đôi bên, cho tôi chào chúng một tiếng kẻo chào riêng bạn buồn. Quá là ấn tượng luôn. Luân ơi và con ơi, hai con á, họ thấy rất hợp nhau, hợp cả tính cách và hợp cả con người. Họ chịu, các con hãy bấm cho nhau. Hay quá rồi. Vâng ạ, con gửi lời cảm ơn. Rồi, coi như là gia đình hai bên ai cũng ủng hộ hết rồi. Nhưng quan trọng là hai em nha không. Mở rào. Quay gặp đi em. Đó. Đây là bốn cái kẹo do chị đi Hàn Quốc về mua. Luôn giữ mãi không dám ăn, nhưng mà hôm nay tặng cho bạn. Em cũng đâu kém gì ăn đâu. Cái này là trái tim, cái tấm lòng. Cái này là tặng ăn nó nổi hiểm. Độ cái... an toàn mà anh chất chạy, lắm đó. Anh chạy xe cũng không nhanh lắm. Vậy khi nào đua này... với em ha? À, đua không phải, không đua đâu. Đi về nhà anh thì được, em đua thì có nghĩa anh nghĩ là... Nhưng mà anh cảm ơn. Anh thử đội cho em. Hả? Vừa không chứ? Rồi thử đi, nón cũng hơi nhỏ đó. Hợp với em đó. Đây, đội cho. Còn em gái ăn kẹo đi, chứ có chừng hết đáp đó. Không có anh ơi, kẹo mới. Ôi trời ơi, màu đen đi màu đỏ là chất ngất luôn anh. Trời ơi. Giống xe ôm. Sao nó hợp dữ vậy trời. Rồi, một bên là có mũ an toàn, một bên là ăn kẹo. Kẹo tình yêu nó ngọt lắm đó nha. Đi Hàn Quốc có tay 3-4 năm rồi đó. 4 cây, tí nữa em có thể chia cho em gái em được không? Được, được. Thì em ăn một mình sâu đăng chứ. Rồi, bây giờ trở về vị trí đi. Anh nghĩ rằng em phải biểu diễn aerobic để có thể giới thiệu cái nghề của em cho bạn trai sắp quen như thế nào nha. Được không? Rumba kit. Hả? Em là aerobic nhưng hôm nay em biểu diễn Rumba kit. Ngoài aerobic ra em dạy Rumba kit thiếu nhi. Nhảy 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 nhảy. Music. Lấy vợ lấy liền tay liền. Có cô này về cả xóm cả làng vui cả tháng luôn. Lấy luôn rồi. Lấy luôn. Đi về. Cho em ngồi em thở em mệt. Sáng giờ chưa ăn mà toàn ói thôi, đi say xe. Trời ơi.
Vì gặp anh mà em phải mất hai cái mặt nói đấy. Trời ơi, nói mà cũng kể vô đây nữa. Em ở xa xôi nè. Thế nào rồi? Phong cách anh em thật đấy. Còn anh nhận xét về em thế nào? Em vui tính, hài hước. Còn anh cũng để lại 20% để xem thử cái độ quan tâm của em và cái độ chín chắn của em trong cái tình cảm như thế nào. Một người chồng tự của em yêu cầu những cái gì? Em tăng động và năng động rồi ấy, thì em cần là luôn biết quan tâm và yêu cho công việc của em. Không cả, ở nhiều lúc tối nay em có cài dậy, em phải đi như này, em phải đi ăn với anh. Cũng là đi ăn nhưng mà phải hạn chế. Không đi toilet đúng không? Anh nghe vậy nói hả? Hình như anh nghe hết á. Có cái sao mà anh cũng nghe thấy đúng không? Ừ, anh nghe hết luôn á. Anh lên nghe thấy không? Nghe chứ, vụ toilet anh nhớ dài lắm à. Rất quý cái là anh thấy được em là sự thật thà. Tuy là hơi ngố, anh thấy thật em nhìn có vẻ nó hơi ngố. Nhưng mà đó, anh tôn trọng sự thật thà. Đấy, ngố nè. Ngố mà ngây ngô dễ thương. Mà ai mà nói gì mà em chưa kịp suy nghĩ là em trố mắt em nhìn. Em nói cao chơi, càng cao càng thích, nhưng mà em chỉ nói thế thôi để đánh vào tâm lý của anh à. Nhưng mà cứ song 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 kiếm hợp ích là được. Em bảo ok à. Ví dụ như mai mốt mà về rồi yêu nhau rồi, bây giờ anh thì cũng công việc như em rồi, mỗi người lâu lâu ví dụ 2-3 tháng mới gặp được nhau một lần thì em có buồn không, rồi có chịu được không? Đã yêu nhau rồi thì nói chung là gặp một lần hai lần không thành vấn đề. Vấn đề là vẫn dành thời gian và tình cảm cho nhau. Chứ gặp nhau hoài mà lăng nhăng thì em cũng không hết. Anh lăng nhăng thì anh không có đâu. Để trước kia có ai ít người yêu anh đâu mà anh đâu biết lăng nhăng là gì đâu. Còn về vấn đề hút thuốc hay rượu bia thì em không có cấm. Biết chốc cho tí đàn ông nhưng đừng có quá được rồi. Nếu mà chốc nữa em có lột xác thành người khác á thì anh còn thương em không? Ủa là sao là ngoài công việc aerobic trong bà kí, em còn là một vận động viên thể hình. Nói vận động viên thì cũng chẳng chưa đúng mấy, nhưng mà em có tham gia nhiều cuộc thi thể hình. Úi trời ơi, chuột nào là chuột à. Em thử thôi. Bây giờ anh cho em dịu dàng, bây giờ thì em sẽ. Em làm gì nữa? Sẽ. Bình tĩnh nha. Mà anh có giật ngửa đâu không vậy? À, đỡ anh với. Hả? Có té ngửa là sao không? Đâu, anh đâu có ngửa, để em làm đi. Em làm gì làm đi em. Em muốn cho anh biết là hôm nay tóc dài của em, sự tùy mị của em nó cũng có. Nhưng bộ tóc này là dạ. Con trai mà thích phụ nữ bề ngoài. Ô cô đẹp, chị đẹp, thích ngắm, nhìn. Bây giờ em cho anh thấy người thật của em đi. Ok. Vỗ tay lớn hơn nữa đi nào. Và cái này người ta gọi là lột xác thành người khác. Cái này mà tí music nữa thì thôi luôn, ngon luôn. Music. Rồi nha. Khi mà em lột xác thì em có một tiêu đề ngay nho nhỏ. Khi mà mình yêu nhau á, yêu nhau đi chăng nữa, cái vẻ bề ngoài đi chăng nữa, mình lấy một cô vợ đẹp, sau này vợ mình đẻ con phì béo mặt mụn xấu là mình hết yêu. Đó là yêu vẻ bề ngoài. Còn khi mà yêu vợ mình rồi, vợ mình có ốm đau bệnh tật hay xấu xí nghèo nàn thì đó vẫn là tình yêu. Cho nên cái mà thông điệp của em thì nói chung là em muốn cho mọi người thấy là sống thật và sống ảo nó như thế nào. Hồi xưa em sống ảo lắm, tóc thật của em như thế này luôn, suốt ngày 360 thẻ tim búng tim cho người ta không à, nó ứa ăn thiết em luôn. Nhưng mà sau sống ảo, sau khi mà gặp ấy thì nó không có như mình ảo đâu. Nhưng mà em cắt tóc luôn, sau đó em lột tóc xác đi. Em giờ em lột xác đi tóc tém nha mọi người. Có nhà kia, em thích nhà. Mở lớn lên anh ơi, em yêu âm nhạc sôi động. Vấn đề gì cả, rất đẹp, không biết bạn đã thấy sao. Đâu có gì đâu, bình thường mà. Anh nghĩ đâu là không có cọng tóc nào nó mới lạ. Nhưng mà giờ em còn thích con trai không? Hả? Trai đẹp là thích à.
Bất mạng. Em không có, em không có ai như vậy đâu. Anh đừng có nghĩ ai. Trời ơi, tội nghiệp em. Bình tĩnh em, bình tĩnh, hít thở sâu, phát biểu cảm xúc. Có đôi khi anh hơi sắp một xíu. Dễ thương mà là... Đang tự nhiên lột tóc ra rồi thấy làm như của Lý Đức này. Mà em thì này nhìn hơi ngợp tí. Đấy là một cái mà nhỏ nhỏ em đến đấy thôi. Bởi vì á, con người mình mà một khi mà thay đổi một chút, nó làm ảnh hưởng nhiều người. Khi mà mình thay đổi, mình đã yêu người bạn gái mình rồi, có bạn gái mình thay đổi một chút không thành vấn đề, mình luôn ủng hộ là được. Còn vấn đề tóc tai đó, đúng là mấy chàng trai kia chỉ yêu tóc dài mà thôi, khi mà em cắt tóc là hết yêu em liền. Không, em vẫn dễ thương đấy. Nói gì nói, cô gái này có gì nhiều điều thú vị cần khám phá lắm đó. Em đã từng nói mà với em không tự tin, nhưng mà với cái đầu óc của em, nếu như có một người vợ mà thật tâm mà sống với nhau để mà đi đến suốt cuộc đời thì em tự tin em không có nghèo. Về vấn đề kinh doanh, em dư sức cho cái người gia đình của mình sống, không phải là giàu hay tỷ phú gì hết, nhưng mà có một cuộc sống thoải mái là được rồi, là em làm được. Nhưng mà do em phải gọi là dẫn cô đi thôi, chứ cô này để riêng mình cô đi xa lắm đó. Em vì sợ là cô bạn ấy đưa em đi ấy. Còn đỡ chứ em mà bắt anh lên vai thì trời ơi. Trời ơi, em chưa bắt, còn bắt được. Chết rồi. Em trai có gia trưởng không? Em đánh giá khoảng tầm 60% em có sự gia trưởng ở trong đó. Nhưng sự gia trưởng của em là sự gia trưởng của sự tìm hiểu và tôn trọng, chứ không phải gia trưởng cái kiểu mà bất cần, nó khác nhau. Bạn gái có sợ gia trưởng không? Chắc có chứ. Em cũng quen, nói chung là nhiều bạn lắm, tính gia trưởng. Nhưng mà gia trưởng cũng đôi khi cũng tốt, mà vừa thôi, đừng có quá. 60% cũng ok, được 100% là em chạy rồi. Rồi, hãy nhìn thẳng đối phương và nói những cái gì đó tận đáy lòng của mình. Ở đây thì em thấy được sự gọi là nhí nhảnh và sự là thật tâm, nhưng mà có một phần nào đó hơi trẻ con tí. Nói em trẻ con, nhưng trẻ con của em là trẻ con để cho người khác vui. Nhưng mà đây trẻ con là trẻ con, thực sự trẻ con. Nên em thấy là bạn ấy thực sự là trẻ con, tuy là không có sâu thẳm về cái cách ấy, nhưng mà thực sự là trẻ con. Còn vấn đề tóc tai thì tất nhiên là em phải thích tóc dài hơn, nhưng mà tự nhiên bạn ấy cổi ra, bạn ấy làm cái thể hình thì em cũng hơi ngợp tí. Nhưng mà để em từ từ em lắng xuống cái đã rồi. Trước giờ em toàn quen những anh to cao đẹp trai xong múi, nói chung là nhưng không hợp. Để đến lúc đây để em tìm một nửa của mình, chứ không phải lên đây để chơi để vui cho mọi người cười đâu. Cũng muốn được yêu như người ta chứ. Valentine mà không có một bông hoa. Ý là lên đây tìm để làm Valentine được không? Không phải, ý là mình thấy ghen tị, mình ghen tị bản thân của mình. Tại sao đến ngày đó thì học viên nó vắng vậy? Alo cô ơi, em đi chơi người yêu. Alo cô ơi, em đi bán bông. Trời ơi, mình thì đến phòng tập không có một bóng học viên nào hết. Thôi thì cô giáo cũng đi bán bông cho rồi. Thì quyết định là cứ Valentine là em ra đường em bán bông với bong bóng mà. Bởi vì sao? Mình là FA mà. Valentine tới sẽ có anh bán hoa cùng em. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1. Tìm ai đọc á? 2. 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Ủa, kỳ ta. Mời em. Tại sao bạn trai không bấm nút? Có thể là em thấy có một cái khía cạnh nào đó không hợp với cái tâm hồn của em. Em cần một cái gì đó thùy mị hơn. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn. Và bạn ấy thì bạn ấy thiên về cái thể hình, cho nên là em cái tâm hồn của em không cảm giác không có hợp. Mà cái rất là dễ thương. Dạ em biết, nói bạn gì ấy nói rất dễ thương. Thật sự á, anh nhìn cô ấy rất là nữ tính. Nếu có cô ấy bên cạnh thì cũng rất là vui ha. Dạ. Một người luôn luôn đem niềm vui cho mọi người. Nhưng mà trong sâu thẳm của gái ấy có rất nhiều cái nỗi buồn cần chia sẻ. Nếu như một chàng trai nào đó đang xem truyền hình, tôi nghĩ rằng sẽ có một chàng trai nào đó làm bờ vai vững chắc cho ấy để dựa vào mỗi mùa Valentine. Không, Valentine em sẽ đi bán bông tiếp. Thì sẽ có người đi bán bông cùng em. Nói chung là cũng phải tôn trọng ý kiến của bạn nam thôi, thông cảm và hiểu. Như khi em là nhẹ nhàng bay bổng như cái giọng hát của em vậy thì em cảm thấy chưa phù hợp. Hy vọng rằng là sau chương trình này thì hai bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Yeah. Thì tôi xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Cảm ơn nha.